Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Moscow lên tiếng về đề xuất Nga, Trung Quốc khởi động đàm phán về kiểm soát vũ khí của Mỹ. Tổng thống Belarus nói kết quả bầu cử Nga đập tan sự can thiệp của phương Tây. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 10 tên lửa của Ukraine tại vùng Belgorod. Chuyên gia nhận định, Nga-Mỹ tiếp tục đối đầu trong nhiệm kỳ mới của ông Putin. Ngày 18 tháng 3, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield, cho biết Washington đã đề xuất với Nga và Trung Quốc khởi động đàm phán về kiểm soát vũ khí. Bà Thomas-Greenfield nói, hiện Mỹ muốn tham gia các cuộc thảo luận song phương về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc, không có điều kiện tiên quyết. Tất cả những gì các ngài phải làm là nói đồng ý và ngồi vào bàn đàm phán với thiện chí. Theo Interfax, Bộ Ngoại giao Nga đã bình luận về sáng kiến này, đồng thời lưu ý rằng các tác giả rõ ràng không thèm làm quen với nội dung thông điệp liên bang mà Tổng thống Putin đọc trước Quốc hội Liên bang Nga ngày 29 tháng 2. Khi đó, chủ nhân Điện Kremlin cho biết Nga nhận thấy các quốc gia phương Tây một mặt đang hô hào đánh bại nước này về chiến lược. Mặt khác, họ được cho là muốn đàm phán với Moscow về sự ổn định chiến lược và điều này là không thể. Bộ Ngoại giao Nga nói rõ, lập trường của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận các vấn đề an ninh và ổn định một cách toàn diện, nhấn mạnh vào những khía cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh đất nước. Tuy nhiên, Nga nhận định, theo sáng kiến này, hiện quốc gia này đang được đề nghị tiến hành đối thoại theo các điều kiện của Washington và chỉ về những vấn đề liên quan Mỹ. Trong khi đó, Sputnik dẫn lời Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cho biết, đối thoại chiến lược giữa Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí chỉ có thể thực hiện được nếu Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sửa đổi đường lối chống Moscow và không thể tách rời bối cảnh chung cũng như bối cảnh quân sự. Ngoài ra, quan chức trên nhấn mạnh, Mỹ cần thể hiện rằng nước này sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại toàn diện có tính đến tất cả các yếu tố ổn định chiến lược của Nga và loại bỏ tất cả lo ngại mà Moscow đang quan tâm. Bên cạnh đó, ông Polyansky nhận định, Nga sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân với các nước quan tâm trong hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mới. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay với gần 90% phiếu bầu. Bình luận về điều này, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko nhấn mạnh, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Nga đánh dấu chiến thắng của Moscow trước sự can thiệp của phương Tây. Theo ông Lukashenko, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Nga gửi thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây rằng phương Tây không thể lay chuyển nước Nga từ bên trong. Ông Lukashenko nói, đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây, thế lực vốn đang cố gắng làm rung chuyển tình hình từ bên trong nước Nga. Khi không thể làm được điều đó ở tiền tuyến, phương Tây tiến hành từ bên trong, tuy nhiên điều này cũng thất bại. Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, không ai có thể áp đặt bất cứ điều gì lên người dân Belarus và Nga. Ông Lukashenko ca ngợi quá trình bầu cử ở Nga được tổ chức tốt. Bầu cử Nga diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến 17 tháng 3. Ủy ban bầu cử Nga cho biết, kết quả kiểm hơn 50% phiếu bầu cho thấy, Tổng thống Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử cuối tuần qua với 87,3% số phiếu bầu. Ứng viên Đảng Cộng sản Nga, ông Nikolai Kharitonov đứng thứ hai với 4,7% phiếu bầu. Tiếp đến là ứng viên Đảng Những Con Người Mới, ông Vladislav Davankov với 3,6% và ứng viên Đảng Dân Chủ Tự Do, ông Leonid Slutsky, 2,5%. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay là 74%, cao chưa từng có trong lịch sử Nga. Nga cũng tiến hành bầu cử ở các vùng sáp nhập từ Ukraine. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ ông Putin ở vùng Donetsk là hơn 95%, ở Lugansk hơn 94%. Ông Putin đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông tại Moscow. Lãnh đạo Nga nhấn mạnh nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước là nhân dân Nga. Chủ điện Kremlin cũng lưu ý rằng nước Nga sẽ đối mặt nhiều thách thức, nhưng người dân sẽ sẵn sàng trước những điều đó nếu họ đoàn kết. Ông tuyên bố chưa từng có thế lực nào thành công trong việc gây hấn và tạo sức ép lên nước Nga. Tổng thống Putin cảm ơn người dân Nga vì đã tin tưởng ông, cam kết sẽ làm hết sức để giải quyết các nhiệm vụ của đất nước và đạt mục tiêu mà tất cả mọi người ưu tiên. Sau gần 25 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo Nga đã đưa đất nước thay đổi về mọi mặt, củng cố vị thế của nước Nga trên toàn thế giới. Theo nhận định của giới chuyên gia, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống lần này cho thấy sự gắn kết và ổn định nội bộ, điều mà trong điều kiện tình hình quốc tế phức tạp và Nga đang chịu nhiều sức ép như hiện nay là quan trọng nhất đối với nước này. Ngày 18 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa của quân đội Ukraine tại vùng Belgorod.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngày 18 tháng 3, chính quyền Kiev thực hiện cuộc tấn công khủng bố bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire nhằm vào lãnh thổ Nga nhưng bị ngăn chặn. Ngay sau đó, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thành công 10 tên lửa phóng loạt ở khu vực Belgorod. Theo người đứng đầu cơ quan y tế khu vực Andrei Ikonnikov, trong tuần qua có tổng cộng có hàng chục thường dân ở vùng Belgorod đã thiệt mạng, bị thương do pháo kích của Ukraine. Trước đó, ngày 15 tháng 3, chính quyền Kiev cũng thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire nhưng bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 7 tên lửa phóng loạt trên vùng Belgorod. Hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire là phiên bản được sửa đổi, có tầm bắn xa hơn của Grad MLRS. Vampire MLRS được sản xuất tại Cộng hòa Séc và được cung cấp cho Ukraine từ năm 2022. RM-70 Vampire có cỡ nòng 122mm, do công ty quân sự Excalibur Army thiết kế và sản xuất, được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải Tatra 813-8x8, sử dụng động cơ diesel Tatra T3C, công suất 360 mã lực, cho phép RM-70 Vampire di chuyển với tốc độ tối đa 85 km/h, tầm hoạt động 1.000 km. Kết cấu của RM-70 Vampire gồm hai phần, phía trước là cabin, được bọc giáp bảo vệ an toàn cho binh sĩ, trước vũ khí bộ binh nhẹ lẫn mảnh bom, pháo. Phần phía sau của tổ hợp được lắp đặt 40 ống phóng rocket cỡ 122mm. RM-70 Vampire có chiều dài 2,87m, trọng lượng 66,35kg, trong đó đầu đạn nặng 18,4kg, tầm bắn tối đa 20km. Ngoài ra, RM-70 Vampire cũng có thể bắn cả đạn chùm, đạn cháy và đạn chiếu sáng. RM-70 Vampire có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 phút và mất 3 phút để xe rời khỏi vị trí chiến đấu. Hệ thống tên lửa này có thể bắn 40 quả rocket trong vòng chưa đầy 30 giây. Xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài và đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Tâm lý mệt mỏi đã xuất hiện ở Mỹ và các quốc gia phương Tây đang viện trợ cho Kiev. Mặc dù đã có nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột, nhưng chúng chưa mang lại kết quả do sự khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để đối đầu với Nga. Moscow lên án quyết định của Mỹ và các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, cho rằng hành động này làm cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh cố ý kéo dài xung đột và cảnh báo phương Tây không nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mới đây, các nhà phân tích nhận định, trong nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu sâu sắc. Tuy nhiên, hai bên vẫn sẽ duy trì một mức độ kiềm chế nhất định để tránh xảy ra các sự cố ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, Moscow sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hiện hành về đối nội, đối ngoại, bao gồm việc tập trung vào việc tăng cường độc lập về công nghệ, thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và tích cực phát triển quan hệ với các nước thân thiện ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latin. Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của một thế giới đa cực. Theo các chuyên gia, việc chống lại các biện pháp trừng phạt và áp lực từ phương Tây, đồng thời đoàn kết với các nước bạn và đạt được các mục tiêu ngoại giao đã đề ra, sẽ trở thành trọng tâm trong chính sách đối ngoại tương lai của Tổng thống Putin. Tổng thống Putin từng nói, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga khó có thể thay đổi về căn bản và Mỹ vẫn sẽ coi Nga là đối thủ. Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị ông Mukin cho rằng, Tổng thống Putin sẽ tiếp tục có lập trường cứng rắn với các nước không thân thiện. Ngoài ra, một số nhà phân tích tin rằng ông Putin sẽ chú ý hơn đến mối quan hệ giữa Nga và các nước BRICS khác trong tương lai và mở rộng mối quan hệ này sang nhiều lĩnh vực, bao gồm cả thương mại. BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nền kinh tế Nga đã cho thấy khả năng phục hồi sau cú sốc ban đầu do cuộc xung đột với Ukraine. Theo dữ liệu được công bố bởi Cơ quan Thống kê Liên bang Nga vào đầu tháng 2 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga đã tăng 3,6% trong năm 2023. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và nhập khẩu sản phẩm công nghệ đã tạo ra những thách thức đối với sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Nga. Để tiếp tục đối phó với các tác động của các biện pháp trừng phạt, điều này sẽ trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin. Ngày 29 tháng 2, trong thông điệp liên bang, ông Putin cho biết, các yếu tố như thiếu hụt nhân tài và không đủ công nghệ tiên tiến nội địa có thể khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Vì vậy, Moscow sẽ cần tập trung phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ, lấy tự chủ về công nghệ làm động lực cho quá trình nâng cấp ngành công nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Nga. Nhà lãnh đạo 71 tuổi đã đề ra mục tiêu đến năm 2030,
với hy vọng rằng tỷ lệ sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao của Nga trên thị trường nội địa sẽ tăng 50%, đồng thời xuất khẩu các sản phẩm phi tài nguyên và phi năng lượng của nước này sẽ tăng ít nhất 2/3. Theo ông Putin, Nga phải nắm giữ công nghệ chủ chốt trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe người dân và an ninh lương thực, đồng thời đạt được tự chủ động công nghệ trong các lĩnh vực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững như máy móc, robot, vận tải, xe tự lái, hàng không, trên biển, kinh tế số, vật liệu mới và hóa chất. Bên cạnh đó, ông Putin cũng đặt mục tiêu đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm cần tăng 70% và xây dựng thêm ít nhất 100 khu khoa học công nghệ. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, hiện nay, các ngành công nghiệp phi tài nguyên hiện chiếm hơn 90% cơ cấu tăng trưởng kinh tế của Nga. Nền kinh tế Nga đang ngày càng đa dạng hóa và bền vững hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Duma Quốc gia Hạ viện Nga, ông Anatoly Astakov cho rằng, nền kinh tế Nga đang dần thích ứng với các lệnh trừng phạt của phương Tây và đang thay đổi nhanh chóng. Áp lực từ phương Tây buộc Nga phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nội bộ và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi sự phụ thuộc vào tài nguyên.